4 nha các bạn. Câu 4. Câu 4. Thì y bằng nè, vẽ đồ thị y bằng 2 x bình, thì các bạn chốt lại đây chính là parabola. Parabola thì các bạn nhớ bảng giá trị, có nhiều cô gọi là bảng điểm đó các bạn. Tiếp theo thì cái bảng điểm này các bạn nhớ lấy 5 điểm nha, 5 điểm. Đó, hồi xưa là lấy có 3 điểm thôi, còn bây giờ là lấy 5 điểm. Tiếp theo đó chính là vẽ, được chưa? Rồi bắt đầu bảng giá trị nè, bảng giá trị cố gắng cái này các bạn không được viết tắt nha các bạn không được viết tắt nha. Rồi kẻ nè, x nè, y nè, viết là cái đề 2 x bằng. Sau đó các bạn cố gắng nha, cho không trước thế vào đây ra không, được chưa? Lấy 2 nhân 0 mũ 2, hiểu mà. Rồi sau đó các bạn hãy lấy một cái số nhỏ hơn 0 và hai cái số nhỏ hơn 0 và hai số lớn hơn 0. Lấy như thế nào để khi mà các bạn tính ra y á, nó ra số nguyên nha các bạn. Chứ mấy bạn đừng có cho nó những cái số nào mà nó ra số xấu lần được nha. Thì là sẽ cho -1 và -2. Thế -1 vào đây, 2 nhân -1 tất cả bình ra 2. Thế -2 vào đây mình sẽ ra là 8. Thì ở đây các bạn lấy đối xứng giúp đỡ, đây -1 thì đây 1, đây -2 thì đây là 2. Tương ứng ở đây là 2, đây ở đây là 8. 5 điểm xong chưa? Và các bạn phải kết luận nha. Vậy hàm số y bằng 2x bình đi qua các điểm. Thì các bạn liệt kê tất cả các điểm này ra, -2, 8, tiếp tục -1, 2, tiếp tục 0, tiếp tục 1, 2, tiếp tục 2, 2, 8. Sau đó các bạn vẽ, thì để vẽ thì các bạn chuẩn bị giúp là một cây thước thẳng nè và một cây thước để vẽ parabola. Các bạn hình dung không ạ? Một cây thước thẳng và một cây thước để vẽ parabola. Thì các bạn nhìn giúp là x nè và y nè. Vậy y của mình cần có tới 8, x của mình cần có số 2 thôi. Nhưng mà các bạn cố gắng vẽ làm sao cho nó có tính chất đối xứng nha. Nhưng do vấn đề ở chỗ mình hết rồi nên mình vẽ không có đối xứng được, các bạn thông cảm nha. Rồi, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thông cảm nha, do lợi không có đủ giấy, các bạn thông cảm một chút xíu. Các bạn vẽ nhớ vẽ cho nó đều nha các bạn. Đây, 1 nè, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, trục nằm ngang là trục OOX, trục thẳng đứng là trục OOY. Ở trên trục OY bên trái nha, bên trái trục OX trước là số âm là -1, -2, -3, -4. Bên phải trục OOX là số dương là 1, 2, 3, 4. Ở trên trục OY là số dương là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy chưa có 8, mình thêm một số 8 nữa. Sau đó các bạn nhìn vào bảng giá trị nè. Được chưa? -2 đây. Đưa cái góc vuông này vào đúng cái số -2 của x vuông với trục OX nè. Tiếp tục lên số mấy nè? 8 là ở trên, đưa lên trên kẻ. Đó, nhớ là nét đứt nha các bạn. Và ở đây 8y nè, đưa góc vuông vô ngay chỗ y ngay số 8. Rồi, tiếp tục như vậy các bạn cũng làm tương tự nè, -1 2. Đó. Mình làm lẻ nha các bạn. Đó, 1 2. Tiếp tục 2 2 8. Được chưa? Đây. Rồi bắt đầu các bạn chuẩn bị thước parabola nè, đưa vào nè. Các bạn làm bên phía xin lỗi, ở đây còn có 0 nữa nha các bạn, một chấm nè. Đưa vào 3 điểm bên này trước và cố gắng nè, các bạn bị sai chỗ này. Tuyệt đối không tới đây dừng nha các bạn, phải đẩy lên chút nữa. Đó, bên đây cũng tương tự, không được tới đây dừng mà các bạn phải đẩy lên cao lên nữa. Đó. Sau đó ghi vào giúp lỡ y bằng, viết lại cái này, 2x bình. Thế là mình đã xong parabola nha các bạn.